điều tra thêm lỗi gây tai nạn của nữ tài xế say xỉn ở phố Trần Cung, Hà Nội. Trộm đột nhập bưu điện Cầu Voi, nơi từng là hiện trường vụ án liên quan Hồ Duy Hải. Phát hiện nhóm nam nữ bay lắc xuyên đêm trong phòng trọ ở Lai Châu. Thành phố Hồ Chí Minh cháy nhà chứa phế liệu, cả khu dân cư ở quận 12 hoảng loạn. Mê mẩn ngắm cây hoa gạo nở đỏ rực giữa bãi bồi sông Vu Gia. Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của báo Sức Khỏe và Đời Sống. Vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, liên quan đến vụ tai nạn gây xôn xao trên phố Trần Cung những ngày qua, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra thêm lỗi gây tai nạn của nữ tài xế say xỉn, mạo nhận là cháu lãnh đạo. Qua xác minh, bà Lương Hồng Tê đang là lao động tự do, không phải là đảng viên. Với mức vi phạm là 0,573mg trên 1 lít khí thở, bà Lương Hồng Tê, sinh năm 1988, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội, sẽ bị xử phạt trong mức từ 30 đến 40 triệu đồng, tước giấy phép lái xe đến 24 tháng và tạm giữ phương tiện đến 7 ngày làm việc. Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 5 tháng 3 tại phố Trần Cung, đối diện số nhà 38 Trần Cung, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, xảy ra vụ va chạm giữa ô tô con biển số 30H119XX do bà Lương Hồng Tê, sinh năm 1988, ở Tây Hồ điều khiển, đi theo chiều Hoàng Quốc Việt hướng Phạm Văn Đồng với xe máy biển số 30Z568XX của ông NVA, sinh năm 1999, ở quận Bắc Từ Liêm, đang dừng xe sát về hè đường Trần Cung. Sau khi xảy ra vụ va chạm giao thông, nhiều người quay và đăng clip lên các nền tảng mạng xã hội. Bà Tê mạo nhận là cháu lãnh đạo Bộ Công an sau khi điều khiển ô tô va chạm với xe máy ở Trần Cung, Hà Nội. Sau khi nhận tin báo, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4 đã tiếp cận hiện trường và mời các bên liên quan vào bệnh viện E để lấy máu và test ma túy. Qua kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở với nữ tài xế ô tô, bà Tê có nồng độ cồn là 0,573mg trên 1 lít khí thở. Ông NVA không có nồng độ cồn. Liên quan đến thông tin mạng xã hội đưa về việc bà Tê đã lớn tiếng mắng chửi và có ý định hành hung ông NVA, tự nhận là cháu của một lãnh đạo Bộ Công an, một lãnh đạo đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 khẳng định. Đây là thông tin hoàn toàn sai lệch, không có chuyện bà Tê là cháu của vị tướng nào cả. Sau khi xảy ra sự việc, rất đông người dân hiếu kỳ nên đã sử dụng điện thoại để quay trực tiếp, đăng tải sự việc lên mạng để câu like. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra xử lý theo quy định. Nhiều điện thoại để bàn của một số hộ dân khu vực Cầu Voi ấp 5 xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An bị mất liên lạc. Qua kiểm tra, công an phát hiện trộm đột nhập vào bưu điện Cầu Voi cắt nhiều đoạn dây. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, công an xã vừa phối hợp ngành chức năng kiểm tra bưu điện Cầu Voi, nơi có nhiều hệ thống máy móc liên quan đến đường dây điện thoại. Tại đây, công an phát hiện kẻ gian cắt trộm nhiều đoạn dây điện ở bên trong, làm gián đoạn liên lạc. Liên tục trong nhiều ngày, một số hộ dân khu vực Cầu Voi thuộc ấp 5 xã Nhị Thành mất tín hiệu liên lạc khi sử dụng điện thoại bàn. Cho rằng hệ thống đường dây gặp sự cố, người dân báo cho bưu điện tỉnh Long An để khắc phục sửa chữa. Đến kiểm tra bên trong bưu điện Cầu Voi, nhân viên phát hiện một số đầu dây bị cắt rời thành nhiều đoạn. Đây cũng là nguyên nhân chính gây gián đoạn một số điện thoại bàn của các hộ dân tại địa phương. Bưu điện Cầu Voi là nơi xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Hai nữ nhân viên bưu điện bị sát hại vào ngày 13 tháng 1 năm 2008. Sau đó, cơ quan tố tụng xác định hung thủ là Hồ Duy Hải. Người này đã bị tuyên án tử hình về hai tội giết người và cướp tài sản. Trong vụ án này, người thân của Hồ Duy Hải liên tục kêu oan. Tháng 8 năm 2020, tại quyết định giám đốc thẩm đã khẳng định Hồ Duy Hải bị kết án tử hình vì hai tội giết người và cướp tài sản là không oan. Còn với bưu điện Cầu Voi, từ khi xảy ra vụ án đã đóng cửa không còn kinh doanh. Bên trong và trên tầng 2 vẫn còn nguyên máy móc quản lý của đường dây điện. Nơi đây hoàn toàn không có người trực và quản lý kể cả ngày đêm. Công an huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu vừa phát hiện và bắt giữ 9 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng trọ của đối tượng Nguyễn Văn Thành. Ngày 10 tháng 3, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Công an huyện Tân Uyên vừa bắt giữ 9 đối tượng gồm Phùng Văn Thành, Nguyễn Ngọc Hoàng, Lê Văn Nam, Nguyễn Văn Thành, Lý Thị Thinh, Đoàn Hồng Chính, Lý Sa Thương, Lương Văn Nam và Nguyễn Văn Quyết về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Theo đó, khoảng 5 giờ ngày 9 tháng 3, tại nhà trọ của Nguyễn Văn Thành ở thị trấn Tân Uyên, công an huyện đã thu một gói chất bột dạng tinh thể màu trắng, nghi là ma túy dạng tổng hợp loại ketamin, các ống hút và đĩa sứ màu trắng, thẻ ATM, một bộ loa đèn nháy để phục vụ sử dụng ma túy. Tại công an, các đối tượng khai nhận tối 8 tháng 3, cả nhóm rủ nhau lên một quán bar ở phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tổ chức chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ. Tại đây, một số đối tượng có sử dụng ma túy tổng hợp loại thuốc lắc do đối tượng Nguyễn Ngọc Hoàng mang đi.
Sau đó, cả nhóm tiếp tục rủ nhau về nhà trọ của Nguyễn Văn Thành như nói trên để sử dụng ketamin và bay lắc. Cùng ngày, Công an huyện Tân Uyên ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ đối với 9 đối tượng trên về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Mở rộng điều tra, ngày 9 tháng 3, Công an huyện Tân Uyên phối hợp với Công an huyện Tam Đường khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lù Văn Lú, sinh năm 1993, ở phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, đang làm việc ở quán karaoke tại thị trấn Tam Đường. Quá trình khám xét, phát hiện thu giữ của Lú một túi zip ni lông màu trắng, có viền miệng màu đỏ, bên trong có chứa các hạt tinh thể màu trắng, nghi là ma túy, và một số tài liệu đồ vật khác. Hiện Công an Tân Uyên đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Lù Văn Lú để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ hỏa hoạn gây thiệt hại về người và của. Chỉ vì chủ quan, cháy nổ rất dễ xảy ra. Mới đây, hỏa hoạn bùng phát ở khu nhà chứa phế liệu khiến nhiều hộ dân sống liền kề ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh hoảng hốt, di rời tài sản ra ngoài vì sợ cháy lan. 9 giờ ngày 10 tháng 3, Công an quận 12, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường điều tra vụ cháy nhà trên đường Giang Cự Vọng, phường Trung Mỹ Tây. Theo thông tin ban đầu, trước đó khoảng 22 giờ ngày 9 tháng 3, người dân thấy khói tỏa ra bên trong căn nhà nằm trên đường Giang Cự Vọng, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này mọi người hô hoán, huy động bình chữa cháy mini, kéo vòi nước cùng nhau dập lửa. Tuy nhiên trong căn nhà chứa toàn vật liệu dễ cháy khiến lửa nhanh chóng bùng phát mạnh, công tác chữa cháy tại chỗ bất thành. Các nhà dân liền kề sợ cháy lan đã di rời tài sản ra bên ngoài. Nhận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận 12 điều nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy, chống cháy lan. Đám cháy được dập tắt sau đó. Ghi nhận tại hiện trường, vụ cháy thiêu rụi nhiều tài sản bên trong căn nhà. Lực lượng chức năng cho phong tỏa hai đầu đoạn đường Giang Cự Vọng, không để người lạ ra vào khu vực này. Theo người dân, căn nhà cháy này là nơi dùng để chứa phế liệu. Thời điểm xảy ra cháy, bên trong căn nhà không có người, chủ căn nhà này sống gần đó. Hiện nguyên nhân cũng như thiệt hại từ vụ cháy nhà chứa phế liệu trên đường Giang Cự Vọng, quận 12 đang được công an điều tra làm rõ. Nối tiếp chương trình, mời quý vị cùng đến với phần tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật. Ngày 10 tháng 3, Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong. Cụ thể, sáng cùng ngày, Đặng Đình Hải, 46 tuổi, ngụ thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, lái xe tải mang biển số 49C-32574 trên tỉnh lộ 725 từ thành phố Bảo Lộc và xã Bờ Lá, huyện Bảo Lâm. Khi đến thị trấn Lộc Thắng thì tông vào xe máy do chị Nguyễn Thị Ngọc Hát, 23 tuổi, ngụ tại thôn Đông La, xã Lộc Đức, huyện Bảo Lâm điều khiển, đang lưu thông theo chiều ngược lại. Cú tông mạnh làm xe máy bị hất văng vào lề đường bên phải, khiến chị Hát tử vong tại chỗ. Sau khi tông vào xe máy, xe tải tiếp tục chạy khoảng 30 mét về phía trước mới dừng lại. Vào khoảng 13 giờ 30 phút chiều ngày 10 tháng 3, tại cơ sở kinh doanh dịch vụ tiệc cưới, hội nghị, tổ chức sự kiện, địa chỉ số 2 ngách 93 trên 15 phố Yên Sở, bất ngờ bốc hỏa, ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt, cháy lan sang căn nhà 7 tầng liền kề. Nhận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Hoàng Mai phối hợp Công an phường Yên Sở và người dân đã nhanh chóng xử lý, khoanh vùng, chữa cháy và tìm kiếm cứu hộ. Đến 13 giờ 50 phút, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Sau khi dập tàn, đến 14 giờ 30 phút, vụ cháy được dập tắt hoàn toàn. May mắn không có thương vong về người, về tài sản đang được thống kê. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ. Ngày 10 tháng 3, Công an huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ vận chuyển trái phép chất ma túy vừa xảy ra trên địa bàn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát, tổ công tác của Công an huyện đã khống chế, bắt giữ hai đối tượng, Lê Quang Hát, trú tại khóm Vĩnh Đông, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, và Nguyễn Công Quy, trú tại thôn Bích La Trung, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy được đựng trong bì màu trắng, bên ngoài có ký hiệu chữ A, được các đối tượng dùng băng keo dán quanh vùng bụng. Các đối tượng mặc áo khoác dày ở bên ngoài phủ lên nhằm che giấu hành vi của mình. Qua khám xét nhanh, công an phát hiện gần 12.000 viên nén là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, được hai đối tượng cất giấu trong người. Ngày 10 tháng 3, thông tin từ Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết vừa tạm giữ hình sự hai đối tượng để điều tra về hành vi cướp tài sản, gồm Lê Hoàng Nghĩa và Nguyễn Đình Kha, cùng 24 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang. Tối 8 tháng 3, chị PTKH, 35 tuổi, ngụ tại xã Tân Phú, thị xã Cai Lậy, Tiền Giang, điều khiển xe gắn máy trên tỉnh lộ 874 đi đến huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Khi chị đến cầu Tân Phú thuộc ấp Tân Hòa, xã Tân Phú, thị xã Cai Lậy, thì bị hai đối tượng này đi xe máy cùng chiều vượt lên áp sát buộc chị Hát dừng xe. Sau đó cả hai dùng dao đe dọa chị Hát,
để cướp chiếc xe gắn máy, một ba lô mà chị mang theo bên trong có nhiều giấy tờ tùy thân, hơn 1 triệu đồng tiền mặt và một điện thoại di động iPhone 13 Pro Max. Gây án xong, cả hai đối tượng nhanh chân tẩu thoát. Hoa gạo, hay còn gọi là mộc miên, là một trong những loài hoa mang đến nhiều cảm xúc cho bao người. Cứ mỗi khi nhìn thấy hoa gạo khoe sắc đỏ rực, dẫu là lần đầu tiên hay chẳng phải như thế, dường như ai ai cũng dâng trào những chuỗi cảm xúc bâng khuâng, xao xuyến đến lạ lùng. Mỗi độ tháng 3 về, có dịp đi qua cầu Hàn Nha thuộc xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam, du khách sẽ ngỡ ngàng với cây hoa gạo nở hoa đỏ rực giữa bãi bồi sông Vu Gia. Du khách đi từ Đà Nẵng lên các huyện Nam Giang, Phước Sơn, Quảng Nam, qua cầu Hàn Nha thuộc xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, nhìn về bên phải sẽ thấy cây hoa gạo đang mùa trổ hoa đỏ rực một góc trời giữa bãi bồi rộng lớn với những ruộng ngô, khoai, đậu tương. Những người cao niên ở đây cho biết cây hoa gạo đã có khoảng 100 năm trước. Khi họ đến đây, cây hoa gạo này đã có. Cây hoa gạo cũng là ký ức tuổi thơ của nhiều người dân ở đây. Đi xa về đúng dịp hoa gạo nở là kỷ niệm thời thơ ấu ùa về, nhớ những lúc nô đùa dưới tán cây. Đến hết tháng 2 âm lịch, hoa gạo tàn dần, thay vào đó là lá non bắt đầu ra. Những đọt non mơn mởn vươn lên hít thở khí trời, chờ đến năm sau lại tiếp tục hiến dâng cho đời những đóa hoa đỏ thắm. Người dân ở đây gọi hoa gạo là lộc trời tự nhiên. Theo người dân, cây hoa gạo này rất linh thiêng nên họ bảo vệ rất kỹ, không có ai chặt phá hay xâm phạm đến cây. Do được bảo vệ nên đến nay cây hoa gạo phát triển rất to, gốc cây gần 10 người ôm mới xuể, tán xòe rộng che mát cả một vùng. Khi hoa gạo nở cũng là lúc lũ chim rủ nhau về hót líu lo cả ngày. Gặp cơn gió thoảng qua, hoa gạo rơi lá trá tạo thành những cơn mưa hoa. Cầu Hà Nha, dòng Phu Sa và bãi bồi rộng lớn với ruộng vườn của người dân tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp nơi đây. Mỗi năm chỉ có một lần vào mùa xuân, cây gạo nở hoa là dịp để người dân, du khách chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên, của đất trời. Thưa quý vị, được thiên nhiên ban tặng nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch sinh thái. Tuy nhiên, sau thời gian dài hoạt động kém hiệu quả, không được đầu tư, khu du lịch sinh thái nước khoáng Sơn Kim Hà Tĩnh trở nên nhếch nhác hoang tàn. Khu du lịch sinh thái nước khoáng nóng Sơn Kim, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, được đầu tư hàng chục tỷ đồng trên diện tích khoảng 10 ha vào năm 2000. Nơi đây được thiên nhiên ban tặng nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch sinh thái, đặc biệt là nguồn nước khoáng nóng. Tuy nhiên, sau khi đi vào hoạt động, lượng khách giảm dần, từ đó khu du lịch ngừng đón khách đến tham quan, nghỉ dưỡng và bị bỏ hoang đến nay. Do không được bảo dưỡng nên nhiều hạng mục tại khu du lịch sinh thái nước khoáng nóng Sơn Kim hư hỏng theo thời gian. Dọc theo các lối đi, hành lang, dãy nhà cỏ cây mọc tùm. Nước khoáng nóng ở khu du lịch này được Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá là một trong những mỏ nước khoáng tốt nhất phía Bắc Việt Nam. Nước khoáng nóng vừa có tác dụng giúp duy trì trạng thái cân bằng của cơ thể khi tắm, vừa giảm stress và mang lại cảm giác thư thái, dễ chịu cho du khách. Đại diện Ủy ban Nhân dân xã Sơn Kim 1 cho biết, khu du lịch sinh thái nước khoáng nóng Sơn Kim có lợi thế về nguồn nước, tuy nhiên việc đầu tư không hiệu quả dẫn tới bị bỏ hoang nhiều năm nay. Khu vực này đang nằm trong quy hoạch của tỉnh về việc xây dựng khu đô thị nước sốt. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.